Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thành phố, đến nay đã có khoảng 500 hộ nuôi tại các địa phương đã tháo dỡ phương tiện nuôi trồng với hơn 800 bè và gần 2.000 lồng, trả lại diện tích mặt nước và cảnh quan môi trường trên các sông, biển. Để hỗ trợ các hộ này chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống, chính quyền, hội đoàn thể các cấp đã vào cuộc, trong đó ưu tiên nguồn lực tín dụng, chính sách hỗ trợ đối tượng này. Ghi nhận tại quận Sơn Trà. Anh Trương Quang Minh tại phường Thọ Quang vừa trở lại với nghề mộc dân dụng sau khi chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vịnh Măng Quang. Bỏ nghề hơn 10 năm giờ quay lại, nhiều khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng cũng như 350 hộ dân khác, anh Minh chấp hành chủ trương của thành phố, tự nguyện tháo dỡ 9 lồng nuôi hải sản. Cũng được Ủy ban nhân phường cùng các quận hỗ trợ cho chúng tôi cũng vay được 50 triệu. Để mà chuyển động ngành nghề. Lâu dài thì mình cũng mở trại về mình làm, nhưng mà mong có chỗ mua mà để tập trung làm mộc là phải bụi. BO á phải có mùi. Còn đây là anh Nguyễn Văn Hát, trú tại phường Thọ Quang, cũng vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng để chuyển đổi ngành nghề sau khi tự nguyện tháo dỡ 4 lồng nuôi thủy sản trên vịnh Măng Quang. Thì để chuyển đổi ngành nghề là thứ nhất thì em cũng sẽ mua thêm một ít đồ hải sản về em bán. Phần thứ hai thì em sẽ để lại một ít vốn để mua thêm người lưới cụ để đi biển, để đánh bắt thêm. Ghi nhận tại tổ 11 phường Thọ Quang, hơn 10 hộ nuôi trồng thủy sản đang tìm hướng chuyển đổi ngành nghề. Đã có 2 hộ được vay vốn từ nguồn tín dụng chính sách xã hội. Chính quyền địa phương và các hội đoàn thể đang tiếp tục khảo sát nguyện vọng và nhu cầu vốn để có hướng hỗ trợ. Hiện nay trong tổ của tôi là 55 hộ đang vay, và trong đó có 2 hộ lồng bè đã chuyển đổi ngành nghề. Còn những hộ tiếp tới đây thì họ chắc đầu năm tháng 1 thì họ sẽ xin vay, thì mình cũng giúp đỡ và hỗ trợ cho họ để cho họ chuyển đổi ngành nghề. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà, tính đến ngày 26 tháng 12, phòng giao dịch đã giải ngân hơn 800 triệu đồng cho 15 hồ sơ vay là hộ nuôi trồng thủy sản vay vốn chuyển đổi ngành nghề. Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhận ủy thác tiếp cận các hộ dân, khảo sát nhu cầu vốn và thẩm định dự án chuyển đổi để có phương án tiếp vốn. Hiện nay thì ngay từ cuối năm thì về phía Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có ủy thác về phía cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để chủ động nguồn vốn giải ngân trong đầu năm, và dự kiến hiện nay là đến Tết là thì Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà cũng sẽ giải ngân là số tiền tăng trưởng tầm 10 tỷ đồng để tạo điều kiện cho bà con có vốn để sản xuất kinh doanh, và sẽ tiếp tục giải ngân thêm cho 11 hộ gia đình mà tháo dỡ lồng bè với số tiền là 550 triệu. Việc nuôi cá lồng bè và hải sản của ngư dân đều tự phát, tiềm ẩn rủi ro cao, ảnh hưởng đến môi trường nước và cảnh quan đô thị. Đây là hoạt động nuôi trồng trái phép nên buộc phải tháo dỡ và không được hỗ trợ bất cứ nguồn kinh phí nào. Nhưng phần lớn hộ nuôi đều chấp hành chủ trương chung. Tuy nhiên, người dân nơi đây họ rất cần một phương án quy hoạch vùng nuôi phù hợp để có thể tiếp tục mưu sinh bằng chính nghề truyền thống của cha ông, để được gắn bó với con tôm, con cá và mùi mặn của biển.